mưa lũ đã làm hơn 4.700 nhà bị ngập, 5 nhà sập, gần 7.000 hecta lúa mới gieo xạ, 370 hecta hoa màu bị ngập, hơn 46.000 con gia cầm bị chết. Huyện Phù Cát là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất, khi có đến hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập. Hiện nước đã bắt đầu rút, nhưng tại địa phương này vẫn có hơn 700 ngôi nhà bị ngập nước. Địa phương này còn đang phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nếu mưa còn tiếp tục.